Vâng ạ, em Thuận từ bán hàng cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị, quý khách hàng. Siêu phẩm Lexus LX570, sản xuất năm 2012 và mang ngoại thất là màu vàng cát, nội thất kem, lăn bánh chục vạn cây số. Đang được Tuấn Kiệt Auto bán và giao dịch đến quý anh chị, quý khách hàng với mức giá trên 2 tỷ đồng. Đó. Chiếc này là chiếc xe nhập Mỹ nhá quý anh chị, quý khách hàng nhá, xuất cho thị trường Mỹ nhá. Có họa tiết vàng ở trên xi nhan này và có rửa pha, cảm biến quanh xe. Đó, xi nhan gương này, cam thì đã được nâng cấp lên cam 360 rồi. La răng là 5 chấu kép. R20 inch. Đấy, tay lắm cửa chrome này, chân kính mạ chrome này. Có viền hông cửa mạ chrome và kính trên chiếc xe này thì là kính 3 lớp cách âm chống ồn ạ. Rất đẹp luôn. SUV full size. Đấy, từ thương hiệu Lexus, hàng ghế thứ 3 thì chỉnh điện nhá. Đó. Rất tuyệt vời luôn. Đây, khi không dùng thì chúng ta lại gặp lên. Màu vàng cát thì nó rất là sáng xe. Nội thất màu kem thì cực thoáng xe luôn. Chiếc xe đang mang tên tư nhân, biển Hà Nội. À, phiên bản nhập Mỹ nhá thì được trang bị hai cái màn hình gối đầu, điều hòa 4 vùng, sấy sưởi làm mát cho các ghế luôn quý anh chị, quý khách hàng ạ. Và tất cả các ghế thì đều được phục lỗ thông hơi. Đây, ghế da rất là giữ gìn nhá, cực kỳ mềm mịn, êm ái luôn. Thực sự 570 tất cả những cái chi tiết nhựa đây, ốp gỗ này, chrome này, đấy nó rất sáng. Đó, gần như là không có cái sự hao mòn theo thời gian luôn. Đề lồ một chạm, chìa khóa thông minh. Đó, rất tuyệt vời. Có sấy vô lăng này, cân bằng điện tử này, cốp phía trước này, gương auto này, đấy, rửa pha này, đèn auto và gạt mưa tự động. Đó, rất tuyệt vời. Đây, phanh tay còn rất mới và đẹp nhá quý anh chị, quý khách hàng nhá. Đầy đủ các chế độ chạy đấy, cũng như là lưng hạ gầm. Đó, xe được nâng cấp thêm cái cam 360 này. Đó, tuyệt vời chưa. Đây, tủ lạnh nhá. 570 thì không thể thiếu được, đó là cửa sổ trời quý anh chị, quý khách ạ. Rất tuyệt vời. Kính 3 lớp cách âm chống ồn, loa Marley Vinson. Đấy, rất tuyệt vời luôn ạ. Rất đẹp. Đây, ghế da căng mịn đẹp, ghế chỉnh điện các hướng nhá. Nhớ ghế 3 vị trí, cửa đóng chắc lịch luôn. Đấy, một chiếc xe bè thế. Đấy. À đây, xe vẫn đang nổ đây quý anh chị, quý khách đây. Đây, xe vẫn đang nổ nhá. Đấy, mọi người thấy không? Chỉ gần như là có tiếng quạt gió thôi, không thấy tiếng của động cơ đâu. Đấy, một chiếc 570. Trái tim là động cơ 5.7 lít hút khí cực tự nhiên nhá. Cực kỳ bền, lành. Đó. Tăng tốc thì thức thì luôn. Chiếc này thì Tuấn Kiệt Auto đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý khách hàng với mức giá trên 2 tỷ đồng. Đó. Vẫn có hỗ trợ cho, trả góp cho quý anh chị, quý khách hàng ở Hà Nội. Và cam kết với quý anh chị, quý khách hàng là máy số khung sườn nguyên bản, không đâm va, không ngập nước. Đó, hỗ trợ thủ tục sang tên đổi chủ, trả góp ngân hàng. Tuyệt vời chưa quý anh chị, quý khách hàng. Và quý anh chị, quý khách hàng có nhu cầu thì nhấc máy liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc là em Thuận 0337904888 ạ. Xin được cảm ơn ạ.